Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment kèm hashtag là TGaming để ủng hộ mình, cũng như là tăng cái tương tác ở trong cái video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game. Nhiệm vụ của mình đó là phải đây, phải đi đào một cái gì nhỉ? Cái này là cái gì ta? Đá bí ẩn à? À đúng rồi, đá bí ẩn các bạn ơi. Đấy, sau đó để chúng ta có thể nâng cấp được những cái đồ VIP các bạn. Trời ơi, nghe đồn là đồ ở đây VIP lắm, đồ admin luôn các bạn ạ. Rất là xịn sò con bò. Ok, chúng ta sẽ phải nâng cấp cái thế nào, nâng cấp cái đá bí ẩn lên các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đào những cái đây, đá bí ẩn đây, nhưng mà mình sẽ phải cần đến xem nào. Ui, cúc đá, cúc điếc. Ui, cái này cần lắm nha các bạn ơi. Ui, đồ đây cần lắm. Wow, trời, ok. Chúng ta sẽ đào xem nào ở đây. Ui, ở đây có cả mũi khoan gì đây? Cái này là mũi khoan kim cương à? Mũi khoan điện tử à? Ok, xem đào được không? Ui, đào được luôn này. Chúng ta có thể sử dụng được hai cái của mũi khoan và cái cúp luôn các bạn. Đấy, giúp mình đào được luôn các bạn ạ. Rất là xịn sò con bò. Ok nhá, hình như là map này có 2 tầng. Thế nên là team mình chắc là lên tầng trên rồi. Ồ, nâng cấp lên cái cúp tiếp theo là cúp đá là nâng cấp ở đâu? Từ nha, mình nâng cấp là ok, nâng cấp xem. Thử nâng cấp xem cúp đá. Lên hiện tại là lên cúp đá. À đây rồi. Ui, cần 20 đá bí ẩn các bạn ạ. Ui, ghê nhờ. 20 đá bí ẩn, bảo sao là vừa mới vào là cái mấy cái này đều có kỹ năng các bạn ạ. Chứ đảo chay chắc là chắc đến sáng mai cũng không nâng cấp được lên cái cúp đá. Có vẻ là đồ đây nâng cấp cũng coi chừng đấy nha các bạn, dè chừng đấy. Nghĩ nó dễ thôi nhưng mà không có dễ chút nào đâu. Ok, chúng ta đứng sát vào gần để chúng ta có thể là đào được nhanh. Ui chết. Trời ơi, nhưng mà không biết có đủ nguyên liệu không. Không biết là có đủ nguyên liệu không nếu cần nhiều như vậy. Map này mình thấy hai tầng thật đấy nhưng hơi nhỏ nhỏ. Ok, chúng ta sẽ đào bên này đi. Đấy, thằng nào. Úi dồi, nâng cấp lên 10 rồi. Ui, có gạch kiếp gì đây. Ok, chúng ta sẽ cần thêm đâu đó. Ui ôi, cúp gì đây? Cúp admin ạ. Wow, ghê vậy. Rồi ok, cần thêm hai đá nữa, hai block đá bí ẩn nữa. Úi dồi ôi, đào hơi khoai lang nhờ. Hơi củ khoai lang, củ khoai tây. Ok nhá, đào tiếp này. Đấy. Ui dồi, bên này nữa này. Rồi chúng ta sẽ nâng thêm này, hai block này. Rồi, lên được cúp đá rồi. Trời ơi, rồi lên cái cúp đá thôi mà. Rồi đến cái cúp sắt là chúng ta cần 35 đá bí ẩn. Ê, cúp sắt. Ui, cúp sắt mà cần nhiều thế. Còn đây có block kim cương là sao? Mình đào đâu được block kim cương đấy. Để nhá, mình đi sang lên tầng này nào. Ui, tầng trên này có mỗi bạn này ra. Ờ, lên trên này đi. Đó, cúp đá bắt đầu nó nhanh hơn rồi. Chắc là mình dùng mỗi đấy, dùng cái này đi. Dùng mỗi cúp đá đó bạn, không dùng cái mũi khoan nữa. Đó, không cần dùng cái mũi khoan nữa. 35 block này phải không? Ok nhá, nhanh thôi. 35 block thì cũng đơn giản mà nhờ. Đấy, chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ nâng cấp. Thế là được bao nhiêu rồi? Bạn kia không biết nâng cấp lên cái cúp đá chưa? Cái này, cũng cúp đá rồi các bạn. Ui, 28 rồi, đấy, nâng nhanh mà nhờ. Cũng nhanh mà, cũng có ít đâu. Cái túi gì đây? Túi SSS là cái gì? Đấy, mình thử mở ra nào, túi SSS là cái gì? Ui. Xịn. Trời ơi, túi may mắn các bạn. Rồi, ok, chúng ta còn một cách không làm mà cũng có ăn. Không làm mà cũng có ăn là đây. Ui, mở luôn. Trời đất ơi, không làm mà cũng có ăn thì là đây chứ là đâu. Không làm mà súng lục ánh sáng này. Súng lục ánh sáng này, admin này. Ui, admin pickaxe này, thôi xong. Rồi ok, có súng súng lục VIP nhất. Có kiếm VIP nhất, có cúp VIP nhất. Thôi. Thôi xong, cuộc sống này là thôi xong. Ui thôi các bé ơi này. Đào cho các bé tìm mình khoái luôn bạn. Nào nhà đây. Nhà đây. Úi xổ ơi. Không làm mà cũng có ăn đây. Không làm mà cũng có ăn đây. Khoái luôn các bạn, khoái luôn. Thôi mình giờ mình chỉ cần đâu? Túi SS là mở cái túi SS các bạn, mở hết. Mở hết ra để lấy đây, chúng ta sẽ lấy đâu nhỉ? Lấy cái súng các bạn, Hunter Refine liên thanh à. Ok, còn súng súng ánh sáng. Chúng ta cần đến súng ánh sáng với cả súng súng ngắm. Rồi ok, cứ mở ra các bạn, cứ mở thôi. Tầm này là mình cứ mở thôi, mở bao giờ được cái món đồ mà mình cần các bạn. Rồi ok, toàn đá bí ẩn nữa này. Chết giờ rồi. Ok, một khẩu rồi, súng ánh sáng cũng được luôn rồi. Rồi, chúng ta đã được tổng cộng là 1 2 3 4 5 5 món đồ VIP ở đây rồi. Ui chấm hết luôn. Nó lại là chấm hết luôn.
Rồi bây giờ chúng ta lên giáp xích, giáp kim cương, lên đồ ăn. Đấy, chấm hết luôn bạn, đúng kiểu chấm hết luôn đấy. Tầm này thì đồ, ý, chết rồi, đồ VIP có hết đầy đủ. Thế này thì ai mà chống lại đây? Kẻ địch nào có thể chống lại núp đây? Rồi nhá, vứt hết mấy cái này đi các bạn. Giờ này thì ý, quên mất, vứt ít thôi. Mình còn cần để mua mà. Ta sẽ mở áo giáp xích này. Full set đồ giáp xích. À đâu, giáp sắt. À đâu, giáp kim cương. Thế đi. Nói cái nọ lại vấp vào cái kia. Ok nhá, vứt nốt cái này đi. Ui dồi ôi, bạn kia, à, bạn kia cũng biết mở túi đấy. Ghê, thông minh. Được đấy nhở, cũng thông minh đấy, cũng coi. Nói chung là cũng rất gì vào này nọ đấy. Rồi bây giờ chúng ta có thể nào dùng để đập vào tim, đập vào mặt đi bạn. Đừng ném lung tung vào viện đấy à. Thử xem là vào viện không. Ây à. Gạch. Cục gạch các bạn, cái này là cái gì đây? Tiền à, tiền để làm gì? Tiền muốn nâng cấp là cái gì không? Roi mây vụt tin bạn những cái gì như voi như vụt con bạn à, đậu xanh sao lại vụt con. Rồi ok, chúng ta đi chiến đấu các bạn ơi. Sáng này chiến thôi, team bên này là team xanh này. Thôi sao, ui trời, không sang được bạn, không sang được. Rồi ok, chúng ta test thử cái súng súng lục nhá. Ồ, súng lục là bình thường. À súng này cũng bình thường. Xem súng này nào. Ồ, hai súng này cũng bình thường các bạn. Kiếm là cái thứ mạnh nhất. Sao mình lại chui đây? Sao mình lại chui đây nhỉ? Ok, kiếm là cái thứ mạnh nhất các bạn. Rồi, chúng ta đi chiến đấu rồi. Lão, ai à. Team bên kia cũng có rồi các bạn ơi. Chết dở rồi, team bên kia cũng có cũng... Lão này. Ui, team bên kia cũng có. Rồi, được nha, thế thì mình sẽ sử dụng chiến thuật đó là bắn súng. Bắn súng được anh em ơi. Bắn súng. Rồi, bạn kia cũng biết mở cái túi hết các bạn ạ. Rồi, đơn ơi, cứ tưởng là không biết mở, hóa ra cũng biết mở. Lão, trời ơi, anh núp bắt được top rồi, anh núp. Ui, cái súng này mạnh thật. Bắn, ui, mạnh dã man các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Ui, bắn một viên chết một bé này. Ui, bắn một viên chết một bé luôn. Mình có giáp kim cương mà, lo cái gì? Lo vấn đề gì? Trời ơi. Lão là đi bụi liền. Ghê chưa? Đấy, mình cứ bắn vào cái khe này các bạn. Mình cứ bắn vào cái khe cửa này. Team mình 22 điểm rồi. À, chuyển ra súng nhỉ? Chuyển ra súng. À, chuyển ra kiếm. Ái, chết queo luôn ạ. Chuyển ra kiếm không được. Rồi, xem nào, chuyển súng. Xem nào. Ui, súng này bắn hơi lởm. Súng này bắn hơi giật các bạn ạ. Xem nào, súng ngắm. Ui ôi, chết dở. Team bạn chém nhá, không chém bạn nào. Ây à, ghê vậy. Rồi ok, mình sẽ sử dụng súng đi. Chứ bây giờ không thể nào mà kiếm tiếp cận được team bạn. Đấy, trời, bạn kia mới có súng lục rồi. Ăn hành rồi. Trời. Ăn hành là cái chắc. Trời đất ơi. Nào, vẫn bắn được chúng người mình à. Mình có nên đổi áo giáp xích không nhỉ? Chạy đi đâu? Ui, khó nhỉ. Hơi khó các bạn. Hơi khó với chúng tôi à. Hình như team bạn chạy hết bên lên trên kia các bạn ơi. Team bạn chạy hết bên lên trên kia. Thử nha, mình sẽ gọi là hy sinh để mình đào hết cái này ra các bạn. Đào hết cái này ra. Đó, để cho mấy thanh niên núp không núp được. Đấy, hội mặt lạnh cái gì mà hội mặt lạnh ở đây à, chúng ta. Rồi ơi, có cả hội mặt lạnh cơ à. Hội mặt lạnh với mặt không lạnh. Mặt không lạnh với lạnh chúng tôi à. Tẩn luôn. Láo là phải tẩn. Bắn nó không chơi cái nào ạ. Hội mặt lạnh. Đâu rồi. Đâu rồi. Úi giời ơi. Trời. 48 điểm các bạn đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi, chắc là đổi, có nên đổi áo giáp xích không nhỉ? Thôi chả cần đổi đâu bạn, áo giáp kim cương cũng gọi là khá là VIP rồi. Làm sao, tớ nhá, mình sẽ đổi. Mình sẽ đào hết cái khu này lên. Rồi, ok, mở rộng mặt bằng rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ chiến đấu luôn rồi. Đấy. Riêng kiếm không có chỗ trốn thì ăn no hành luôn các bạn, không có tuổi. Có tuổi nhưng mà là tuổi trẻ sức yếu. Sao? Trời ơi, thua chưa? Thử ra mình thử cầm mấy cái củ gạch mình ném vào cho mấy bạn đấy biết thế là sự lợi hại của gạch. Ấy,
Hây, hây. À, ngồi các bạn ạ. Ngồi. Ôi sao ném từ vừa nãy chưa trúng được viên ạ. Ôi. Ui, ném một cái trúng luôn, chết luôn các bạn. Ui, gạch này ghê lắm ấy. Ui, gạch này ghê lắm nha. Ui, một viên là đi bụi luôn kìa. Ui, ôi, đúng kiểu ném gạch. Ui, một viên là đi bụi luôn. Dã man con ngan thật. Ui, 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 nó mạnh. Nó mạnh thật sự các bạn ạ. Cái gì, cái gì? Đứng ở đấy ạ. Đứng ở đấy, đứng ở đấy mà trốn. Đứng ở đấy mà trốn. Trời đất ơi. Ui, cái gạch này. Ui, ui, một viên. Một viên vào đầu đi bụi luôn. Ghê thật. Rồi. Đúng kiểu mạnh luôn bạn. Đúng kiểu đẳng cấp. Đẳng cấp gọi là tiểu lý phi đao. Ui. Rồi rồi. Đâu cái gì, cái gì? Lại gần đây, lại gần đây. Mỗi một bé ăn một viên gạch. Chết queo luôn, chết queo luôn. À, kìa. Láo này. Láo này. Ui. Cái gạch này thì rất là mạnh các bạn. Nhưng mà nó có tỷ lệ liệm. Mình phải. Đó, mình phải đón đầu. Mình phải đón đầu đằng trước. Trời, mạnh chưa, mạnh chưa? Mạnh chưa? Ui, ui, thế mà không trúng ạ. À, thế mà không trúng ạ, chịu rồi. Rồi, bắn súng đi, bắn súng vẫn lợi hơn. Thế mà không trúng các bạn ơi, cày thế. Rồi, ok, bắn súng thì lại là in the best rồi. Bắn súng này hình như là một viên không chết sao nhỉ? Một viên đạn, ờ. Trời ơi, thanh niên kia chết queo luôn. Một viên đạn không chết sao ấy. Ui, cái gạch này đúng thật là ném vào là đi viện luôn. Ném vào là đi ngủ mới run luôn các bạn. Để cho mình thử sử dụng súng lục xem. Ui, súng lục cũng mạnh nhờ. Súng lục bắn mỗi tội là bắn, bắn như kiểu là thiếu sinh lực ấy. Bắn nó hơi chậm. Nhưng mà nó cũng mạnh. Súng lục ánh sáng. Hey. Đấy. Kiếm admin thì thôi, chấm hết luôn. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Ui dồi. Tấn công tiếp. Rồi, đây rồi, tấn công bao giờ trái đi thôi. Ui. Đúng là bí ẩn, 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 bí ẩn. Ui, bí ẩn. Team bên kia không thể đống chống đỡ được các bạn. Team bên kia không thể chống đỡ được. Bí ẩn, bí ẩn, bí ẩn. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ui, quá là mạnh luôn bạn. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì ngày hôm nay mình đã sở hữu được tất cả những cái món đồ VIP nhất ở trong đây rồi. Đấy các bạn, không làm mà cũng có ăn là đây chứ là đâu. Rất là đơn giản các bạn, rất ngon mà không sợ nóng. Đấy, mất thời gian lúc đầu một xíu rồi. Ok thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye, bye bye, bye bye.